Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của hai tác giả Lê Quyên và Nguyễn Tân. Truyện ngắn được mang tên Kẻ bán rẻ nhân tính. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Trên những mảnh ruộng nối dài nhau, sau thời gian thu hoạch chỉ còn lại những gốc rạ lởm chởm xen lẫn đám mạ non xanh xanh đâm mầm từ những hạt lúa rơi rụng. Một mùa hè nữa lại đến, ánh mặt trời lúc này đang bắt đầu dịu đi, không còn cái nắng gay gắt như buổi ban trưa. Thay vào đó là những cơn gió mát rượi, đem theo bầu không khí tươi vui cùng với tiếng cười đùa của đám con nít trong làng. Trên cánh đồng trống, lũ trẻ đang thi nhau thả diều. Đứa nào nhà có điều kiện thì được cha mẹ mua cho những chiếc diều đẹp mắt với đủ loại hình thù. Nhà đứa nào kém điều kiện hơn, chúng sẽ tự làm cho mình một chiếc diều giấy đơn giản. Tuy không đẹp, nhưng đối với chúng, đó là một thành quả của sự sáng tạo. Lúc này, đám con nít đang đua nhau cược xem diều của ai bay cao hơn, thì đột nhiên ở phía xa, có tiếng động lớn truyền đến. Mấy đứa trẻ nghe thấy hơi khựng lại, tập trung cao độ, dùng thính giác nhạy bén nhất có thể của mình để xác định xem âm thanh vừa rồi là gì và phát ra từ đâu. Khi tiếng động tiếp theo truyền đến, âm thanh giống như tiếng đổ dở, kèm theo sau là tiếng quát lớn của một người đàn ông. Tất cả bọn trẻ đều đưa mắt nhìn về hướng căn nhà nằm trên một cồi đất cao, cách đó không xa. Chúng nó đã tìm được đáp án. Âm thanh và tiếng la lối kia phát ra từ căn nhà ấy. Một đứa con trai trong đám nói với một đứa khác. Ê, tí tí, hình như cha mẹ mày lại đánh nhau thì phải. Vừa dứt câu, nó đã thấy thằng Tí dứt luôn cuộn dây diều đang cầm trên tay chạy vội đi, mặc cho con diều ấy bị gió cuốn đi xa, bay đến nơi nào chẳng rõ nữa. Thằng Tí nhanh chân chạy về hướng ngôi nhà. Mấy đứa còn lại nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của nó một lúc, rồi tiếp tục thả diều. Có lẽ chúng đã quen với chuyện này nên không cảm thấy tò mò. Chạy đến sân, đập vào mắt thằng Tí là cảnh tượng đồ đạc trong nhà đổ dở ngổn ngang. Mẹ nó thì đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, cắn răng chịu đựng từng trận đòn. Còn cha nó đang liên tục đạp mạnh vào người mẹ, miệng ông không ngừng chửi rủa. Chết đi, tao đánh cho mày chết. Thằng Tí hốt hoảng không nghĩ nhiều, cứ thế lao nhanh đến ôm lấy mẹ mình. Nó chắn trước người Liên như muốn hứng chịu trận đòn kia thay cho mẹ. Liên bất ngờ khi cảm nhận được một vòng tay bé xíu ôm lấy mình. Cô mở mắt ra, thấy đó là Tí, đứa con trai tội nghiệp của mình, đang bị gã chồng dùng chân đạp vào tấm lưng yếu ớt của nó. Liên vội quát lớn, giọng nghẹn đi không còn rõ chữ vì sốc. Con tránh ra, nhanh tránh ra chỗ khác. Thằng Tí lắc đầu, càng ôm chặt mẹ hơn. Nó cắn răng chịu những cú đạp như trời giáng, gương mặt hơi nhăn lại vì đau, nhưng nó thà chịu đựng chứ không đành lòng nhìn mẹ mình bị hành hạ đến khốn đốn. Cha nó giọng vẫn lè nhè, người bốc đầy mùi rượu. Thấy Tí chắn đòn cho Liên, ông cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh sau đó lại gằn giọng tức giận. À, mày binh giật cho con mẹ mày chứ gì? Được, để tao cho mày binh. Binh nè, binh nè. Vừa nói, ông vừa đập mạnh vào người thằng Tí. Liên nhìn thấy con bị đánh, không chịu đựng được nữa. Bản năng người mẹ muốn bảo vệ con khiến cô mạnh mẽ hơn. Cô dùng ra khỏi bàn tay của Tí, rồi đứng phát dậy, dứt khoát xô mạnh chồng mình ra xa. Tuấn đang say đứng không vững, lại bị xô mạnh nên ngã người ra sau, té phịch xuống đất. Liên thấy vậy, vội kéo tay Tí, bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Vì cô biết, nếu tiếp tục ở lại đây, ông ta sẽ không bỏ qua cho mẹ con họ. Tuấn, 38 tuổi, chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ. Tuấn đang ở độ tuổi của sự chín chắn, và đáng lý ra, cái tuổi này phải lo làm ăn chăm sóc cho gia đình vợ con,
mới là một người đàn ông trụ cột dẫn chắc cho gia đình mới đúng. Nhưng ông ấy hoàn toàn ngược lại, suốt ngày chỉ biết rượu chè bê tha để cho vợ làm còng lưng nuôi mình. Không chỉ vậy, mỗi khi nhậu say, ông ta thường đánh đập vợ con, rồi kiếm chuyện cự cãi, đánh nhau với hàng xóm láng giềng. Hắn có thân người ốm tông, gương mặt hốc hác, người đen nhẽm, nhìn vào chẳng khác gì mấy kẻ bị nghiện chất cấm. Lâu ngày không tắm, người gã lúc nào cũng bốc ra mùi cồn nồng nàn, kèm theo mùi chua lè của mồ hôi. Tuấn nhậu vào thường rất hăng máu, ai nói gì không vừa ý là nhào đến ăn thua đủ với người ta. Có hôm Tuấn đánh đập vợ con, mấy nhà bên cạnh thấy vậy chạy sang khuyên ngăn, liền bị gã cầm cây hăm he. Chuyện nhà tôi, ai mượn mấy người xí vào, ăn cơm nhẹ mà lo chuyện người ta. Ai ngon thì nhào đến đây can ngăn, bước tới một bước, tôi đánh què giò ráng chịu. Riết rồi cả xóm, ai cũng ngán ngẩm, chỉ cần thấy mặt Tuấn, mọi người lập tức tự động tránh đi nơi khác. Không mấy ai muốn chạm mặt với hắn ta. Ở cái xóm này, 20 nhà thì hết 19 nhà là bị Tuấn kiếm chuyện cự cãi. Từ xóm trong ra đến ngoài, nhà nhà đều coi thường Tuấn ra mặt. Nhất là mấy quán rượu, họ thấy Tuấn là đuổi như đuổi tà, không ai muốn bán cho hắn ta. Bởi họ biết hắn không có tiền, lần nào cũng toàn ghi nợ rồi bắt vợ con trả. Phần khác, hắn ta uống say rồi đi quậy làng phá xóm, về nhà thì đánh đập vợ con. Nhưng ngạc cay, nếu không bán cho hắn, hắn sẽ đứng trước quán chửi ôm lên, làm họ chẳng buôn bán được gì. Tuấn cứ sống và cư xử như vậy, mà cho người đời khinh khi cười chê, mà cho vợ khổ cực, nai lưng ra làm, nuôi cả gia đình. Con người như Tuấn đâu quan tâm người khác nghĩ gì và đánh giá về mình như thế nào. Miễn sao mỗi ngày có rượu uống là được rồi. Lúc trẻ, Tuấn vốn được ăn học đàng hoàng. Cha Tuấn là giáo viên cấp 1. Tuấn cũng được định sẵn sẽ đi theo nghề của cha mình. Nhưng hắn ta theo bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt, riết thành kẻ nghiện rượu. Có một lần, Tuấn lên lớp nhưng người toàn mùi rượu. Rồi trong cơn say, hắn đánh đập học sinh nên bị phụ huynh phản ánh. Có hôm hắn lỡ tay tát hơi mạnh, làm cho học sinh chảy cả máu miệng. Đợt đó, phụ huynh làm ầm lên đòi kiện hắn. Nhà trường cũng phải kỷ luật và đuổi việc hắn ta. Bị mất việc, Tuấn chẳng thấy buồn, mà ngược lại còn cảm thấy tốt, vì từ giờ hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để ăn nhậu. Cha mẹ Tuấn nhìn thấy tính xấu của con mình mà bất lực, mắng chửi khuyên răn đủ điều. Nhưng hắn ta nào có nghe. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Vậy rồi họ quyết định cưới vợ cho Tuấn. Ông bà nghĩ có vợ rồi, Tuấn sẽ thay đổi, lo làm ăn chăm lo cho vợ con mà bỏ đi cái tính rượu chè. Thế là ông bà đi tìm vợ cho Tuấn, và cô gái đó chính là Liên, người vợ hiện tại. Liên nhà cùng huyện nhưng khác xã. Ông bà tìm vợ ở xa cho con mình, bởi mấy nhà gần gần làm gì có ai dám gả con gái cho Tuấn. Cuộc hôn nhân của cả hai được người lớn sắp xếp. Cha mẹ Liên thấy gia đình nhà trai là giáo viên, Tuấn cũng là người có ăn học nên đồng ý gả con. Sau khi chung sống với nhau được một thời gian thì Liên có bầu. Cô cũng phát hiện ra bao nhiêu tật xấu của chồng. Tuấn đâu có tử tế như cha mẹ cô nghĩ. Nhưng vì đã gả cho người ta rồi, dù sướng hay khổ, cô cũng phải chịu. Mặt khác, ở chung với cha mẹ chồng, Liên được ông bà che chở, nên thay bớt tuổi thân đi phần nào. Đến khi cô sinh con và thằng Tý được 5 tuổi, thì ông bà mua cho hai vợ chồng một mảnh đất riêng để xây nhà, chia ruộng đất cho cả hai đầy đủ. Nhà vẫn còn hai đứa con trai chưa lập gia đình, mà Tuấn mỗi khi ăn nhậu về đều kiếm chuyện cự cãi rồi anh em đánh nhau. Thế nên ông bà đành mua đất cho họ ra riêng. Từ hồi bị đuổi việc, Tuấn chẳng đi làm gì nữa, cứ vậy thỏa sức chơi bời. Liên nghĩ, đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả. Mặc dù được cha mẹ chồng dễ tính, nhưng cô lại gặp phải thằng chồng trời đánh. Ừ.
liền dắt tay thằng Tý chạy khỏi căn nhà được một đoạn. Cô quay lại thấy Tuấn không đuổi theo, cả hai mới dừng lại rải bước đi từ từ. Đầu tóc Liên lúc này rối như tổ quạ, cô quan tâm đứng lại hỏi Tý. Vừa rồi bị đánh con có sao không? Trốn ở đâu? Đưa mẹ xem. Thằng Tý lắc đầu nói. Con không sao, mẹ đừng lo. Liên không tin, dành lưng Tý ra xem. Trời ơi, cô không kìm được mà ôm lấy cu Tý khóc hù hụ. Đỏ hết cả lưng rồi mà còn bảo không sao. Lần sau thấy vậy con chạy đi nơi khác, có biết không? Không, con phải bảo vệ mẹ. Nghe lời mẹ, mẹ thương. Muốn bảo vệ mẹ thì phải học thật giỏi. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, con hiểu chưa? Con biết rồi, con sẽ cố gắng học thật giỏi. Mẹ đừng khóc nữa. Liên lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười, đưa tay lên vuốt má của con rồi nói. Tối nay mẹ con mình về nhà nội ngủ một hôm, đợi cha con tỉnh rượu rồi mình quay về. Tý ngoan ngoãn đáp lời. Dạ. Cả hai dắt tay nhau đi về hướng nhà bà Chính. Thằng Tý 12 tuổi, thân người nó gầy gò nên nhìn nhỏ xíu. Tính ra thằng Tý 12 tuổi cũng đồng nghĩa với việc Liên đã phải chịu đựng sống trong cảnh bị bạo lực gia đình hơn 12 năm với người đàn ông tệ bạc ấy. Liên vừa đi vừa nhìn thằng Tý mà lòng nặng trĩu. Cô tính cả rồi, đợi con lớn lên học hết lớp 12 sẽ cùng nó đi đến nơi khác sinh sống, rời xa ngôi nhà địa ngục trần thế kia. Bà Chính đang ngồi trước nhà, nhìn ra khoảng sân trống với ánh mắt vô định. Bà nay đã ngoài 60. Vài năm trước, ông Chính bị bệnh nan y đã mất, để lại mình bà sống với vợ chồng con trai út. Bà có 3 thằng con trai đều đã lập gia đình. Tuấn là con cả. Thằng thứ 2 tên Tú, có vợ và ra ở riêng. Còn đứa út tên Tùng đang ở chung với bà. Cả 3 đều được ông bà cho ăn học tới nơi tới chốn. Tú làm giáo viên cấp 3, Tùng giáo viên dạy cấp 2. Cả gia đình đi theo nghề giáo. Duy chỉ có Tuấn là tệ nhất và là đứa khiến bà khổ tâm nhiều nhất. Đang ngồi suy nghĩ thì bà thấy có 2 bóng người, một lớn một nhỏ, đi từ ngoài ngõ vào. Lớn tuổi rồi nên mắt cũng kém đi. Đến khi 2 bóng người đó đến gần, bà mới nhìn rõ, hóa ra là Liên và thằng Tý. Liên dắt tay Tý đi đến gần bà Chính rồi lên tiếng. Thưa má, con mới qua. Bà Chính thấy Liên đầu bù tóc rối cũng ngầm hiểu chuyện gì xảy ra. Bà nói. Nó lại kiếm chuyện với mẹ con bay phải không? Nghe hỏi, Liên chỉ cúi mặt im lặng. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Tối nay má cho mẹ con ngủ ở đây một đêm. Bà Chính lắc đầu đầy bất lực. Bất lực gì, đứa con trai của bà không biết đến khi nào mới tu tâm dưỡng tánh làm người tử tế đây. Nó cứ sống như thế này chỉ khổ cho vợ con của nó. Thiệt là bà cũng lực bất tòng tâm, chẳng thể làm gì được ngoài việc đối xử tốt với con dâu và cháu nội của mình, mong rằng sẽ bù đắp cho hai mẹ con nó một phần nào. Hai mắt bà đã ngấn ngấn nước. Bà nói, dắt thằng nhỏ vào trong đi. Rồi nó đánh bay, có nặng không? Dạ, con không sao. Chỉ tội cho thằng Tý, ổng đánh luôn cả nó. Cái gì? Tý qua đây, nội xem có sao không? Chưa dứt câu, bà đã đi tới cầm tay Tý, xoay người nó xem có vết thương nào không. Thằng Tý từ khi bước vào sân, nó vẫn im lặng, mắt dán chặt sang nhà hàng xóm kế bên. Bên ấy là nhà của một con bé nhỏ tuổi hơn Tý. Con bé ấy hay theo bọn trẻ trong xóm tụ tập lại chơi chung với nhau, trong đó có cả Tý. Nãy giờ, thằng Tý vẫn nhìn chăm chăm quan sát gia đình bên ấy đang ăn cơm. Điều làm nó chú ý là cảnh 3 người họ quay quần trong bữa cơm chiều giản dị, nhưng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.
Chợt trong lòng thằng Tý dâng lên một ước muốn. Nó ước gì gia đình nó có thể được như vậy. Nó và cha mẹ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trong vui vẻ, không có tiếng mắng chửi đập phá. Nó chẳng mong gia đình giàu sang, dù nghèo cũng được, miễn sao gia đình hạnh phúc và sống trong yêu thương là đủ rồi. Nhưng sao mong ước dường như nhỏ nhoi ấy đối với nó lại quá đỗi xa vời. Thằng Tý đang suy nghĩ, nhìn gia đình hàng xóm với ánh mắt ngưỡng mộ, thì chợt bà Chính cầm tay nó làm ngắt ngang mà suy tư của nó. Lúc này thằng Tý mới nói, giọng trấn an bà Chính. Dạ con không sao đâu bà nội. Bà Chính nhận được câu trả lời, nhìn Tý với ánh mắt thương xót và đau lòng. Bà nói, vậy vào trong nhà tắm rửa cho mát đi con. Vợ chồng chú Út bay á, chắc cũng gần về rồi. Nội xuống nấu ăn, rồi chú thím con á, về ăn cơm luôn là vừa. Liên lúc này cũng lên tiếng. Để con xuống phụ má. Bà Chính gật đầu, rồi cả ba đi vào trong. Lát sau, bà Chính và Liên đã nấu cơm xong. Vừa lúc vợ chồng Tùng cũng đi làm về, thấy mẹ con Liên, hai người họ không lấy làm ngạc nhiên. Không cần nói, họ cũng hiểu chuyện gì xảy ra với mẹ con cô. Họ cười nói với Liên như không có chuyện gì xảy ra, cũng không đả động hỏi han về Tuấn. Họ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Càng nói càng bất bình thay cho mẹ con cô, càng khiến Liên thêm tủi thân buồn lòng. Thà không nhắc đến vẫn hơn. Vợ chồng Tùng là người tử tế. Khi thấy hoàn cảnh của Liên, cả hai không hề cảm thấy phiền phức. Ngược lại, vợ chồng họ thấy thương cho mẹ con cô nhiều hơn. Vợ Tùng tên Thắm, là giáo viên chung trường với Tùng. Cả hai có ăn học nên sống rất tử tế, cư xử hòa nhã. Hai người mới cưới nhau được một năm vẫn chưa có con. Ngày ngày hai vợ chồng đi dạy học. Bà Chính ở nhà, khỏe thì lo cơm nước phụ con dâu, mệt thì thôi. Đang lúc cả nhà ngồi ăn cơm trước thềm nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng lèm bèm của ai đó từ ngoài ngõ vọng vào. Trời lúc này nhá nhem tối nên chỉ nghe thấy tiếng mà chưa thấy người. Liền lắng tai nghe kỹ thì nhận ra đó là tiếng của Tuấn. Cô hơi hoảng hốt nhìn bà Chính mà nói, chồng con đến rồi má ơi, giờ làm sao đây má? Ổng mà thấy con ở đây lại quậy tanh bành lên á. Thắm nghe vậy vội nói, chị hai dắt cô Tý vào trong trốn đi, để ngoài này vợ chồng em lo. Nghe vậy hai mẹ con Tý chạy tuốt vào trong, không quên cầm theo chén đũa của mình. Nhìn hai mẹ con Tý, ai nấy cũng thấy thương. Bà Chính cùng với hai vợ chồng Tùng tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tuấn với bộ mặt say xỉn, cơ thể bốc lên cái mùi chua lét, không thua gì hủ giấm đi vào. Hắn đứng trước cửa nhà, mặt đanh lại nhìn bà Chính. Hai mẹ con thằng Tý đâu? Kêu nó ra đây liền cho tôi. Nghe Tuấn nói vậy, bà Chính đặt chén cơm đang ăn dở xuống. Bà đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn gã, nói với giọng bất lực. Mày sao suốt ngày ăn với nhậu vậy con? Rồi vợ con mày ở đâu mà mày qua đây tìm? Tuấn quát mắt lên nhìn bà Chính, lộ rõ biểu cảm không tin. Hắn không nói không rằng, liền xông thẳng vào trong nhà. Tùng thấy vậy thì đi đến ngăn lại. Anh kéo vạt áo ở cánh tay của Tuấn rồi nói, nè nè nè, anh muốn làm gì? Đây không phải chỗ để anh quậy phá đâu. Tao kiếm vợ con tao, mày tránh ra. Tuấn hất người Tùng ra, rồi hùng hổ đi vào bên trong. Đằng này, Tùng bị cú hất của Tuấn làm cho mất thăng bằng, ngã nhào ra, trúng vào bàn ăn. Chén bát trên bàn theo đó cũng rơi xuống đất, đổ bể hết vài cái. Bà Chính hoảng hốt liền chạy lại đỡ con mình. Cậu có sao không? Cậu không sao, chỉ là trượt chân thôi. Từ nãy giờ, Thắm sợ đến bất động, người run rẩy liên hồi. Thấy chồng té, cô lo lắng quên đi nỗi sợ, liền chạy đến hỏi han chồng. Bên trong truyền ra tiếng đồ đạc đập phá cộng với tiếng la lối của Tuấn. Tuấn đi từ nhà trên xuống nhà dưới tìm mọi ngóc ngách. Hai mẹ con mày đâu rồi? Ra đây liền cho tao. Nhắm trốn được thì trốn luôn đi, đừng để tao tìm thấy. Không tao đánh thấy bà mày. Mỗi một câu là một món đồ bị đập bể. Cứ như thế chỉ trong phút chốc, đồ đạc trong nhà đã không còn món nào nguyên vẹn. Tùng muốn vào ngăn cản lại,
nhưng bà Chánh sợ cả hai xảy ra xô xát nên không cho anh vào. Mà kệ nó đi con, để nó muốn làm gì thì làm. Họ chỉ mong sao Tuấn không tìm thấy hai mẹ con thằng Tý. Quậy phá chán chê, tìm khắp nhà từ trên xuống dưới vẫn không thấy Liên, ông ta loạng choạng đi ra. Trước khi ra về còn không quên hăm dọa bà Chính và vợ chồng Tùng. Tôi mà biết bà với thằng Út giấu cái con đàn bà đó trong nhà thì đừng có trách tôi. Lần sau tôi đốt luôn nhà chứ không phải đập mấy món đồ đâu. Nói rồi Tuấn bước đi một nước. Bà Chính tức đến thở hồng hộc. Bà ôm ngực ngồi phịch xuống ghế. Thứ con cái bất hiếu, con ơi là con. Tùng và Thắm thấy bà tức giận liền lo lắng hốt hoảng chạy đến đỡ bà. Thắm dùng tay vuốt vuốt ngực bà rồi đi pha một ly trà đường. Lúc này Liên và Tý từ bên ngoài bước vào. Trời ơi, má, má có sao không? Thằng Tý đứng bên cạnh thấy mặt bà nội xanh xao, nó lo lắng ứa nước mắt. Nội, nội có sao không nội? Bà Chính uống nước nghỉ ngơi thấy khỏe được một chút, bà mới nói với giọng mệt mỏi và bất lực. Nội không sao, mà mẹ con bay ấy trốn ở đâu thằng Tuấn kiếm không ra vậy? Dạ con dẫn thằng Tý chạy ra tuốt ngoài vườn á, chứ ở trong nhà trước sau gì ổng cũng tìm ra. Bà Chính gật đầu. Bây giờ Liên mới để ý nhà cửa, đồ đạc chén bát nằm lăn lóc dưới đất, có cái bị đập tan nát đến không còn nhận ra. Liên thật sự không tin là chồng mình lại dám vào nhà này đập phá, chẳng kiêng nể gì. Con xin lỗi má, chị xin lỗi hai em, chị đã làm liên lụy cả nhà rồi. Thắm nắm tay Liên an ủi. Mình là người một nhà mà chị, chén bát bể thì mình còn mua được, chứ cái tình cái nghĩa có mua được đâu. Bà Chính cũng lên tiếng. Lỗi phải gì bay, nếu có lỗi thì là lỗi do tao không biết dạy con. Mà đâu phải tao không dạy nó, dạy mà nó có nghe đâu. Liên vội đáp. Má đừng nói vậy, thôi gạt chuyện này sang một bên đi, sức khỏe của má mới quan trọng. Tùng đưa bà Chính vào giường nghỉ ngơi, sau đó tất cả mọi người cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường mà Tuấn để lại. Thắm lên tiếng hỏi Liên. Chị tính cứ sống trong cảnh như thế này mãi sao? Không phải em cố ý chia rẽ gia đình chị, nhưng em thấy chị khổ quá. Xã hội bây giờ đang phát triển, cái nhìn của con người cũng đã cởi mở hơn. Nếu không thể sống với nhau được thì cứ đường ai nấy đi. Liên biết Thắm có ý tốt, thấy cô sống trong hoàn cảnh cơm không lành canh không ngọt nên mới nói như vậy. Liên nói, chị biết chứ, nhưng mà thôi cứ đợi thằng Tý lớn lên đã. Nghe vậy Thắm cũng không nói gì. Chỉ có trong lòng Liên hiểu rõ là vì khi xưa lúc em trai chị gặp tai nạn cần tiền chạy chữa là cha mẹ chồng đã đứng ra giúp gia đình chị. Chị mang ơn nên vẫn không nỡ rời đi. Nhà cửa lúc này cũng đã dọn xong. Liên nhìn lên đồng hồ, trời đã tối muộn. Thằng Tý ngồi một bên ngáp đến hiếp hai con mắt lại. Tùng và vợ nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngủ cho chị dâu và đứa cháu trai tội nghiệp của mình. Đây không biết là lần thứ mấy mẹ con họ phải chịu cảnh ngủ nhờ như thế này. Liên nghĩ chắc do kiếp trước cô ăn ở chưa tốt, Hoàng vẫn còn mắc nợ với Tuấn nên kiếp này phải trả. Nghĩ như vậy lòng cô mới thấy nhẹ nhõm và bớt oán hận chồng mình hơn. Đến sáng hôm sau, hai mẹ con Tý trở về. Dì Liên biết chắc chắn Tuấn đã đi nhậu rồi, không có ở nhà. Và đúng như Liên suy đoán, nhà trống trơn không có một bóng người. Bên trong nhà, sau trận đập phá hôm qua, bừa bộn như nhà vô chủ. Chén bát dưới bếp bị đập bể hơn phân nữa. Nồi niêu son chảo đều không cánh mà bay thẳng ra đám ruộng trước nhà nằm. Liên thật sự không có một lời nào để nói về người chồng này ngoài bốn chữ bất lực tràn trề. Một mình cô phải dọn dẹp hết từ trong ra ngoài, mồ hôi thi nhau đổ ra.
đang tối mặt tối mày dọn cơm, chợt bác Sáu, người hàng xóm gần nhà cô, đang cầm cái giỏ sách trên tay, hình như vừa mới đi chợ về. Mặt bác ấy gấp gáp lắm. Bác Sáu chạy sọc vào trong nhà, thở hì hụi. Liên thấy vậy, liền dìu bà ngồi xuống, rồi kêu thằng Tý lấy cho bà cốc nước. Bác Sáu xua tay. Thôi thôi được rồi, tao qua là để báo cho mày chuyện hệ trọng. Là chuyện gì á mà sao thấy bác gấp gáp quá vậy? Bác Sáu thở một lúc, nhịp tim ổn định lại rồi đáp. Chồng bay á bị công an bắt vì tội đánh người rồi. Trời ơi, bác biết giờ chồng con đang ở đâu không? Thì trên đồn chứ đâu. Bay đi lên đó coi là biết chứ gì. Liên bảo Tý ở nhà trông chừng nhà rồi cấp tốc chạy lên đồn công an trên huyện. Được biết, lúc sáng Tuấn có hẹn với hai người bằng hữu Chí Cốt nhậu ở bờ chuối cạnh ruộng ông Tư. Đang nhậu ngà ngà say, một người tên là Tèo nhìn thấy đám ruộng của ông Tư thì nhớ ra chuyện gì đó, hắn nói. Ruộng này của ông cha Tư phải không? Tuấn leo nheo mắt đáp lại. Ừ, thì ruộng ổng chứ ruộng ai? Tèo nghe vậy chửi thề. Mẹ nó, tao nhớ lại mà tức. Hôm trước tao đi nhậu về, chạy xe ngang nhà ổng. Con chó con ở đâu tự nhiên chạy qua đường. Tao không thấy nên cán chết. Vậy là ổng chửi tao không còn gì luôn. Tên còn lại là Hồ. Hắn nói chuyện cọc lóc hung hăng. Sao mày không cho ổng một trận? Lúc đó tao nhào tới muốn ăn thua đủ với ổng. Nhưng thấy người nhà thằng chả nhào ra hùa đông quá nên tao nhịn. Bữa nay tao phải trả thù nỗi nhục này mới được. Nói rồi, Tèo lấy đất đá ném xuống ruộng. Lấy cây đập phá tanh bành một mảng ruộng của ông Tư. Ruộng nhà ông Tư nay đã trổ hạt ngã vàng rồi. Không bao lâu nữa lúa đã có thể thu hoạch. Vậy đó mà bị mấy tên này phá không thương tiếc. Ông Tư ngay giờ thăm ruộng, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng đó, không kìm được cơn tức, bèn cao giọng lên chửi. Trời ơi, cái đám báo làng báo xóm, tụi bay phá cái gì không phá mà lại chọn đám ruộng của tao. Trời ơi, đám lúa sắp sửa cắt rồi, làm sập hết rồi thì lấy gì cắt, lấy gì ăn đây trời. Tụi bay trả đám lúa lại đây cho tao. Nói rồi, ông nhào tới, quyết ăn thua đủ với bọn chúng. Ông Tư tuổi già sức yếu, làm sao có thể làm lại ba tên thanh niên trai tráng. Nhanh chóng, ông đã bị ba tên kia đạp cho ngã xuống cánh đồng. Thằng Tèo thay chưa đủ, liền nắm đầu ông dậy, rồi đánh liên tiếp vào người ông những cú đau điếng. Một âm thanh gai ốc vang lên kèm theo tiếng la của ông Tư. Cánh tay phải của ông đã bị gãy, thấy cả phần xương ở khớp trồi lên. Máu từ đó chảy ra liên tục. Có lẽ quá đau đớn nên ông ngất xỉu đi. Thằng Tèo và Hổ thấy vậy sợ quá, co giò bỏ chạy. Tuấn thì vẫn đang hăng máu nên liên tục đạp vào người ông Tư. Vừa lúc đó, các con của ông Tư nghe tiếng la hét của cha mình liền chạy ra và bắt gặp thấy Tuấn vẫn đang đánh cha mình. Tuấn nhìn lại, thấy mấy gã bạn nhậu của mình đã chạy đi mất từ lúc nào rồi. Gã tính bỏ chạy, nhưng bị mấy đứa con nhà ông Tư bắt lại và báo công an. Vì gây thiệt hại về người và của, đánh người gây thương tích, nên Tuấn đã bị công an bắt tạm giam. Hai tên kia cũng không thoát tội. Ngay sau đó bị đưa lên đồn nhốt chung với Tuấn. Phía nhà ông Tư quyết không bỏ qua cho ba tên đó, nên kiện tụi nó phải đi tù để trừ hại cho làng xóm. Tuấn cũng vì vậy mà phải ăn cơm nhà nước 3 năm. Khi tòa quyết định xử Tuấn 3 năm tù, Liên được cho vào gặp Tuấn trước khi hắn bị áp giải vào tù. Liên nói, anh ăn nhậu kiểu gì mà đến mức này? Về nhà đánh vợ con chưa đủ hay sao? Ra ngoài còn đánh người ta. Tuấn nhìn Liên, ánh mắt chẳng chút ăn năn. Tao ăn nhậu đánh người, đó là chuyện của tao. Mày quản được sao? Tao đi tù sống chết gì thì mặc tao. Tao không cần mày dạy đời. Những câu vô tình vô nghĩa của Tuấn thốt ra làm cho Liên không thể chịu được nữa mà nhanh chóng rời đi. Nếu anh ta đã nói như vậy thì cô cũng chẳng còn lời gì để nói nữa. Trái tim con người này làm bằng sắt đá nên tuyệt tình như vậy đó. Bà Chính và mấy đứa em của Tuấn khi hay tin đều bất ngờ vì hắn trước giờ chỉ dừng lại ở quậy phá chửi bới gây mất trật tự công cộng thôi. Không ngờ bây giờ đã tới mức đánh người như vậy. Bà Chính thở dài.
Thôi thì coi như nó đang gánh nghiệp mà nó đã làm suốt mấy năm qua. Có khi sau chuyện này nó lại được cải tạo, tính tình tốt hơn thì sao? Câu nói từ bà Chính thốt ra cũng đầy tính thuyết phục. Bà nói đúng, khi con người trải qua biến cố thì đó chính là lúc họ thay đổi bản thân mình trở thành một con người khác. Huống chi là chuyện phải ở tù tận 3 năm, rồi Tuấn sẽ nhận ra cái sai mà thay đổi thôi. 3 năm này, hai mẹ con Liên như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Tuấn không có ở nhà nên gia đình vô cùng thoải mái. Liên cũng không còn phải chịu những trận đòn như búa bổ của chồng, cũng không còn phải nghe những câu chửi bới và những lời mắng vốn đòi nợ từ hàng xóm. Bớt đi một miệng ăn, cô cũng đỡ phần nào vất vả, chưa gì mà cô đã nuôi cho thằng Tý mập lên trông thấy. Nó càng lớn càng thông minh, nó biết mẹ mình cực khổ, bởi vậy mà thằng Tý chăm học dữ lắm. Năm nào cũng đứng hạng nhất hạng nhì trong lớp để đem tấm giấy khen về cho mẹ nó vui. Nó cũng không đòi hỏi quần áo giày dép đẹp như con người ta. Ăn uống thì mẹ nó làm cái gì, nó ăn cái đó, chẳng khen chê đòi hỏi. Cuối tuần, hai mẹ con Tý sang nhà bà Chính chơi. Thấy cháu nội với con dâu sắc mặt ngày một hồng hào và vui vẻ, bà lấy làm mừng. Bà đã quên mất rằng thằng con mình đang trong tù. Dường như bà bỏ mặc cho nó ra sao thì ra. Nhưng nói gì thì nói, dù sao Tuấn cũng là con bà, ai là mẹ lại như thế? Chỉ là do sự cạn tình cạn nghĩa của Tuấn đã làm cho tình mẫu tử của hai người giảm đi. Khoảng cách mẹ con cũng vì vậy mà ngày một xa hơn. Suốt thời gian Tuấn ở tù, bà Chính không khi nào đến thăm con mình dù chỉ một lần. Liên cũng vậy, đến cả chuyện gã sống như thế nào trong đó, cô cũng không biết và không muốn biết. Bởi vì lần cuối gặp Tuấn, hắn đã nói một câu, sống chết gì cứ mặc hắn, nên cô đã không còn quan tâm đến hắn làm gì cho đau đầu nhức óc. Người ta thường nói đùa, thời gian như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã tới hạn 3 năm, Tuấn vì vậy mà cũng được ra tù. Trở về ngôi nhà lúc trước, đập vào mắt Tuấn là sự gọn gàng sạch sẽ. Tuy khung cảnh không quá nhiều thay đổi, nhưng thời gian trong tù 3 năm cũng khiến hắn thấy phần nào xa lạ. Để ý thì đồ đạc trong nhà đã được sắm sửa đầy đủ hơn. Thằng Tý từ một đứa nhóc giờ đã trưởng thành và trông chững chạc hơn phần nào. Cũng đúng thôi, năm nay nó đã 15 tuổi, học lớp 9 rồi. Tý đang ngồi học bài trước nhà, thấy có người vào nhà, nó nhìn ra thì thấy đó là Tuấn. Thay vì mừng rỡ thì nó lại tỏ ra lo lắng và sợ hãi. Tý gấp tập sách lại, nhìn hắn với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Nó nheo mắt, cất giọng nói trầm trầm vì đã tới tuổi bể giọng. Ông về rồi sao? Tuấn nhăn mặt khi thấy thái độ của con trai mình. Nó đang muốn đuổi mình hay sao? Máu nóng bắt đầu nổi lên, nhưng rồi Tuấn cũng ráng kìm xuống. Liên sâu hè chặt củi, nghe tiếng con trai nói chuyện với giọng điệu kỳ lạ, nên cô bỏ việc mà chạy lên coi sao. Liên hốt hoảng khi thấy Tuấn chồng mình đang đứng trước nhà. Anh về hồi nào vậy? Tao về, mày không vui à? Lời muốn nói ra, nhưng lại bị ghì chặt, làm cô không tài nào nói nên lời. Mặt Tuấn vô hồn vô cảm, cứ thế bước một mạch vào trong nhà, rồi nằm thẳng xuống võng ngủ ngon lành. Tý đi tới tính làm gì đó, liền bị Liên ngăn lại. Cô dắt nó đi một mạch qua nhà bà Chính báo tin. Lúc này, bà Chính đang ngồi nhai trầu nhóp nhép trên chiếc phản lớn ở trong nhà. Thắm ngồi gần đó, may lại mấy nút áo đã bị đứt cho tùng. Ui da, sao mà xui vậy nè? Cô đang may thì cây kim không tự chủ đâm vào tay. Bà Chính thấy vậy liền hỏi, cẩn thận chứ con, rồi có sao không? Vừa dứt câu, cả hai thấy mẹ con Tý qua tới. Nhìn mặt bất ổn của hai người, cũng biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Liên vào tới nhà thở hồng hộc. Bà Chính kêu hai mẹ con ngồi xuống, rồi nhờ Thắm đi lấy nước cho hai mẹ con Tý. Liên uống xong một ngụm mới bắt đầu nói, anh Tuấn chồng con về rồi má.
Nó về rồi hả? Bà Chính và Thắm đều bất ngờ, không nghĩ là thời gian 3 năm trôi qua nhanh đến như vậy. Bà Chính hỏi dồn, vậy rồi á, nó có gì lạ không? Nó có nói gì không? Dạ không, con thấy ổng y chang hồi chưa ra tù á, mặt cứ lầm li li. Bà Chính nhăn mặt. Thôi thì để thời gian nữa quan sát cô sau, nếu mà vẫn như chứng cũ thì bay phải chịu khổ nữa rồi. Khi đó thì hay là... Bà tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, nuốt ngược những điều muốn nói vào trong lòng. Liên thấy lạ, liền hỏi. Hay gì vậy mẹ? Không có gì đâu. Thôi, bay về đi, coi nó sao. Để nó ở nhà một mình, ngủ dậy không thấy bay đâu. Nó lại kiếm chuyện nữa thì khổ. Thấy bà nói cũng đúng, nên Liên xin phép rồi ra về. Bà Chính ngồi đó với khuôn mặt lo lắng, nhìn bóng lưng đứa con dâu đáng thương đang khuất dần. Thắm thấy Liên đi rồi, liền hỏi. Ủa mà mẹ tính nói chuyện gì với chị mà ngưng ngang vậy? Không có gì đâu, bay đi nấu cơm đi, chiều rồi đó. Để chồng bay về lại không có cơm cho nó ăn. Thắm nghe mẹ chồng nói vậy, cũng không hỏi ráng mà vui vẻ đi xuống bếp để chuẩn bị cơm chiều. Bà Chính ngồi lại một mình với nỗi bâng khuâng. Ngay cả bà cũng biết mình đang lo lắng chuyện gì. Lúc nãy bà định nói nếu Liên không chịu nổi thì có thể cân nhắc chuyện ly hôn. Nhưng bà lại không muốn mất đứa con dâu này chút nào. Với lại bà cũng không muốn thằng Tý phải sống trong cảnh không có cha. Hoặc cũng có thể là do bà quá ích kỷ với Liên, vì không biết từ khi nào bà đã không còn coi Liên là con dâu nữa, mà đã coi nó như con ruột của mình. Bà không muốn họ rời đi một chút nào. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây mà đã nửa tháng trôi qua. Tuấn giận chứng nào tật nấy. Có lẽ cái tánh rượu chè vũ phu nó đã ngấm vào trong máu, nên khó có thể nào thay đổi được. Hôm nay Tuấn mặt mày đỏ như gớt vì say rượu, chân này đá chân kia đi loạn choạng vào nhà. Liên đang quét sân thấy Tuấn về, trong lòng có chút dự cảm bất an. Tuấn ngồi xuống chiếc võng, miệng hô lớn. Con vợ đâu rồi? Thấy chồng về không biết dọn cơm hay gì? Nghe vậy, Liên lật đật chạy xuống bếp, dọn lên một mâm cơm với rau muống luộc chấm chao. Thấy vậy, hắn nhăn mặt, hất mạnh mâm cơm xuống đất, rồi đứng phát dậy, tán cho Liên mấy bạt tai liên tiếp, mạnh đến mức chảy cả máu răng. Thằng Tý vừa lúc về thấy mẹ bị đánh, nó nhào tới, quyết ăn thua đủ với cha. Nó đẩy người Tuấn ra, rồi chộp lấy cái ghế mũ gần đó, đập liên tiếp vào đầu Tuấn. Hắn đau quá, cố chộp lại cái ghế rồi hất đi chỗ khác. Quá tức giận vì hành động mất dạy của Tý, hắn liền chộp lấy cái ống nước cao su gần đó, dục vào người thằng Tý. Tý cũng chẳng phải dạng dừa, bi cha nó có rượu nên mắt lem nhem, chắc chắn sẽ không nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Ông ta dục bên trái thì nó né sang phải, ông đánh sang bên phải nó né sang trái. Cứ thế nó dễ dàng né được hết. Mắt nó bắt đầu đỏ lên vì tức giận. Tý chạy nhanh ra sau lưng, đá cho ông một cái thật mạnh, làm Tuấn úp mặt xuống đất. Không để Tuấn kịp phản đòn, nó liền nhào lên người ông ghì chặt lại. Tý nói, tôi nhịn ông quá nên ông chứng nào tật nấy chứ gì. Được rồi, để tôi coi ông còn tác quay tác quái được tới đâu. Mẹ vô trong lấy sợi dây ra đây cho con. Hôm nay con xin phép mất dạy một lần. Liên sợ nhưng vì tức quá nên vẫn đi lấy cọng dây đưa cho nó. Tý chộp lấy rồi trói chặt hai tay hai chân cha nó lại, sau đó lấy ống nước cao su lúc nãy dục liên tục vào người Tuấn. Mỗi cái dục xuống là một câu nói. Cái này tôi đánh cho bà nội. Ông là kẻ bất hiếu, làm bà nội tôi phải buồn lòng đến nỗi lên cơn đau tim. Cái này là cho mẹ tôi. Ông đã hành hạ mẹ tôi không biết bao nhiêu năm trời. Cái này là cho Út Tùng. Ông làm anh mà không biết thương em Út, hết lần này tới lần khác kiếm chuyện đập đồ chửi bới. Rồi cứ như vậy, từng roi thật mạnh như trời giáng mà Tý đánh xuống, mạnh đến nỗi Tuấn phải la hét kinh hoàng. Liền thay mọi chuyện quá đà nên nhanh chóng cản Tý lại. Nó cũng nể mặt mẹ mà tha cho hắn ta.
Nè con, tí, cái gì mà đang ngủ mà con lẩm bẩm cái gì trong miệng vậy? Cái gì mà đánh ai? Tí giật mình tỉnh lại, đầu óc hơi nhức nhối. Nhìn lại xung quanh, nó thấy nó đang nằm trong mộng. Thì ra, cảnh tượng mà nó đánh cha nó chỉ là trong một giấc mơ. Nó nghĩ nếu giấc mơ đó là sự thật, thì có phải nó mất dạy lắm không? Nhìn qua thấy mẹ đang lo lắng, tí nói, con không sao đâu mẹ, chỉ là nằm mơ, thấy ác mộng thôi. Không sao thì mừng, thôi ngủ đi, sáng còn đi học. Tí nằm xuống, mắt nhắm lại, nhưng không ngủ được. Trong người nó cứ bất an khó chịu vô cùng, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra với hai mẹ con nó. Sáng sớm, tí chuẩn bị đồ đạc xong, thì ra thưa mẹ đi học. Liên mỉm cười dặn dò. Đi học ngoan nghe con, đi đường nhớ nhìn trước nhìn sau, đừng có hấp tấp, cẩn thận xe cộ, biết chưa? Dạ con biết rồi, thôi con đi học nha mẹ. Đi đi, nhớ những lời mẹ dặn nghe con. Nói rồi, tí leo lên chiếc xe đạp cũ đã gắn bó với mình từ năm lớp 6 tới giờ. Liên nhìn theo bóng lưng nó mà mỉm cười hạnh phúc. Chị quay người đi vào nhà, giật mình khi thấy Tuấn đang bước ra. Cái điệu này chắc chuẩn bị đi nhậu nữa rồi. Mà thôi, cô cũng không quan tâm tới. Ai đi đâu thì cứ đi, cô không muốn nói tới. Liên đã quá chán cảnh tượng này rồi. Cô lại vách tường lấy cái nón đội lên rồi đi ra đồng coi sóc mấy đám lúa. Con mình ơn cô chăm, nhưng mấy cây lúa vẫn tươi tốt dữ thần. Hột cũng trổ xanh ươm hết rồi, mà hột nào cũng bự căng, chứ không có lép xẹp như mấy mùa trước. Tới trưa, Liên vào nhà chuẩn bị cơm nước cho thằng Tý đi học về ăn. Đang lúi húi chậm củi, chợt có người chạy sọc vào nhà báo tin. Ê Liên, thằng con trai mày bị tai nạn giao thông ngoài lộ rồi kìa. Mới nghe tới hai chữ tai nạn, tim Liên như ngừng đập, hốt hoảng ba chân bốn cẳng nhào ra ngoài. Trời ơi, con tôi. Liên dắt chiếc xe đạp chạy nhanh đến trường. Đi đến đường lộ lớn, Liên thấy mọi người đang bu lại đông kín. Liên nhảy xuống xe, dứt luôn chiếc xe đạp qua bên đường chạy đến. Liên thấy thằng Tý đang nằm trên vũng máu đỏ, người bất tỉnh, tay chân nó trầy xước đủ chỗ, chiếc áo trắng bị nhuốm thành màu đỏ. Liên bất chấp mọi thứ, nhào tới ôm con mình. Trời ơi, Tý ơi! Con ơi! Đừng bỏ mẹ con ơi! Lúc đi học, con đã hứa với mẹ là đi học đàng hoàng rồi mà. Sao bây giờ con ra nông nỗi này hả con? Nhìn thấy cảnh này, ai cũng xót cho Liên. Gia đình đã nghèo, chồng thì nhậu nhẹt bê tha, đánh đập không thương tiếc. Bây giờ lại phải chịu cảnh mất con. Hỏi đời, ai chịu thấu cho số phận như cô hay không? Sao cuộc đời này lại trái ngang như vậy chứ? Tại sao mọi thứ đau khổ đều đổ ập hết vào người Liên như vậy? Trước đó, có người đã gọi xe cứu thương và giờ họ đã tới. Tí được mọi người đưa vào bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Tí bị đập đầu xuống đường, chấn thương nặng. Lông trên đường đến viện đã không còn hơi thở. Lông nhận xét con, Liên như ngã khuỵu xuống đất. Thằng Tý mới cười nói với cô đây mà, sao bây giờ nó nằm yên một chỗ thế kia? Tối hôm qua cô còn ôm nó ngủ, hơi ấm vẫn còn, sao bây giờ thân thể nó lạnh ngắt vậy? Mọi thứ trước mắt Liên như sụp đổ. Bao nhiêu lâu nay cô sống nhẫn nhịn là vì con, cô làm mọi thứ là vì con, nhưng bây giờ con cô đã không còn nữa. Nó nở lòng nào bỏ cô lại một mình mà đi. Liên đau đớn khóc đến cạn nước mắt, cho đến khi nước mắt không thể chảy như nghẹn cứng lại. Liên còn nhớ mấy lần con mình hủ hỉ. Mẹ, sau này con học giỏi, kiếm được nhiều tiền, sẽ dẫn mẹ với bà nội vô biệt thự thiệt là bự để ở, mặc quần áo đẹp, ăn cơm ngon, chứ không để mọi người sống giống như bây giờ đâu. Có mấy lần nó nghe lời ai nói, về nhà lấy ớt ăn, cay đến bỏng lưỡi. Liên hỏi thì nó nói, con nghe nói ăn ớt mới mạnh mẽ, mới là đàn ông.
con ăn ớt để con mạnh hơn, còn bảo vệ mẹ nữa. Không để mẹ bị cha đánh nữa đâu. Nhìn mẹ bị cha đánh, con chịu không nổi. Sau khi làm thủ tục, liền đưa xác con đi hỏa táng. Long nhận lấy hũ tro cốt con trên tay, cô như muốn ngất đi. Liên một mình âm thầm làm hết mọi thứ cho con. Cô không bao giờ cho chồng biết, vì cô hiểu một điều, có nói cho Tuấn cũng chẳng được gì. Long Tý còn sống, ông ấy đã tệ bạc như vậy, bây giờ nó mất, ông ta cũng chẳng mảy may quan tâm đâu. Liên về tới nhà, trời cũng đã tối, chồng cô đã về, nhưng có vẻ hắn ta uống không nhiều, nên cũng còn tỉnh táo. Hắn dường như vẫn chưa hề biết chuyện thằng Tý bị xe tông. Nhìn thấy Liên, hắn đập bàn, nói: Mày đi đâu qua nay không thấy, cơm nước nhà cửa không lo à? Tuấn chưa nói xong, thì Liên đã đập tay xuống bàn thật mạnh, kèm theo đó là một tờ giấy. Gương mặt và giọng nói của Liên lạnh lùng vô cảm. Ly hôn đi. Con mất rồi, ông cũng không hay biết. Ông làm chồng làm cha kiểu gì vậy hả? Bao lâu nay tôi chịu đựng ông là vì con, chứ không phải vì tôi sợ ông. Nay tôi mất con rồi, tôi không có lý do gì ở lại căn nhà này và tiếp tục chịu đựng một người khốn nạn như ông nữa. Tuấn dường như đã tỉnh rượu hoàn toàn sau khi nghe Liên nói thằng Tý đã mất do tai nạn. Điều làm ông ta bất ngờ hơn là hôm nay Liên dám chửi mình. Vì sĩ diện, hắn nói: Mày ngon, hôm nay còn dám lên giọng với tao nữa à? Tuấn giơ tay định tát cô thì bị Liên đẩy cho ngã nhào xuống đất. Ký đi, rồi ông với tôi chấm dứt. Đến giờ phút này, ông vẫn còn nghĩ tôi sẽ nhịn mà kệ cho ông đánh đập à? Nếu không ký, tôi đơn phương ly hôn. Liên đưa hũ cốt trên tay lên cho ông ta xem, rồi nói: Nghe con mất vậy mà ông vẫn không hỏi một câu quan tâm. Mong kiếp sau nó sẽ không đầu thai gặp một người cha tệ hại như ông. Liên mặc kệ Tuấn phản ứng ra sao, cứ thế đi một nước vào trong nhà, lấy vài bộ quần áo, rồi đem theo hũ tro cốt của con mình mà đi mất dạng. Tuấn ở đây cầm tờ giấy ly hôn mà Liên để lại. Ông ta không dám ký và cũng không biết là mình có nên ký hay không. Mặt Tuấn thất thần ngồi phịch xuống ghế. Trước khi đi, Liên có ghé sang nhà bà Chính. Ở đây, Tùng và Thắm đều đã biết chuyện của Tý rồi. Lúc bà Chính nghe tin đã khóc rất nhiều. Đến khi bà thấy hũ tro cốt của Tý, thì bà còn khóc nhiều hơn. Tùng và Thắm cũng xúc động chảy nước mắt. Riêng Liên vẫn vô cảm. Từ lúc nhận tro cốt của con xong, tim cô dường như đã bị chai sạn đi rồi. Cô không khóc nữa, vì cô biết có khóc nhiều cỡ nào á, thằng Tý con trai cô cũng mãi mãi ra đi và không bao giờ trở lại. Thay vì khóc thì hãy lạc quan lên, sống thật tốt phần đời còn lại để cho vong hồn con mình được phần nào an ủi và nhẹ nhõm. Từ biệt hai đứa em và bà Chính xong, Liên quay về nhà cha mẹ ruột của mình, về nơi mà cô được sinh ra và lớn lên. Cô còn nói chắc chắn một câu rằng mình sẽ không bao giờ về lại nơi địa ngục đó nữa. Cha mẹ Liên nhìn thấy cảnh cô ôm tro cốt cháu ngoại quay về mà lòng đau như cắt. Chuyện Tuấn hay rượu chè đánh đập Liên, cô giấu cha mẹ ruột không cho họ biết vì cô sợ họ lo lắng. Nhưng dù cô có giấu, ông bà cũng nghe phong phanh được con gái cưới chồng phải sống trong khổ sở như vậy. Tuy nhà ông bà nghèo nhưng không muốn con mình chịu khổ. Nhiều lần họ nói với Liên, thôi thì đưa thằng Tý quay về đây sống với ông bà. Nhưng cô không chịu. Liên nghĩ rằng nhà vẫn còn em trai và em dâu. Mặt khác, cô về bên ấy rồi, Tuấn sẽ theo sang quậy phá liên tục đến cha mẹ mình, nên cô đành chịu đựng. Bên này, bà Chính vừa mất cháu nội, vừa mất đứa con dâu tốt, nên bà đâm ra giận Tuấn dữ lắm. Bà thậm chí còn đến gặp Tuấn để từ mặt đứa con trai của mình. Mày nhậu đi,
nhậu nhiều vô đi. Bây giờ mày không còn là con tao nữa. Từ nay về sau, mày cũng đừng kêu tao bằng mẹ. Sau ngày đó, bà cũng yếu đi trông thấy. Bà ho khụ khụ suốt, ho đến nỗi ra cả máu tươi. Tội nghiệp cho hai vợ chồng Tùng, suốt ngày phải chạy ra chạy vào lo cho mẹ nằm viện. Tùng phải đi làm liên tục để kiếm tiền chạy chữa thuốc men cho bà. Chắc là trời thương, bà may mắn đã qua cơn nguy kịch và dần khỏe hơn. Một thời gian sau, bà xuất viện nhưng đã không còn mạnh khỏe như trước nữa. Bà phải ngồi xe lăn, đi vệ sinh cũng cần có Thắng ở bên phụ giúp. Có lần bà nói như vậy: bởi dạ nên nó khổ, thôi chết đi á cho khỏe con khỏe cháu. Thắm nghe vậy thì nói: mẹ nói vậy mà nghe được, mẹ phải sống được 100 tuổi để còn chứng kiến con sinh cháu nội cho mẹ chứ. Tổ cha mày, cái bụng bao nhiêu tháng rồi? Thắm tủm tỉm cười: dạ không giấu gì mẹ, thai con cũng 3 tháng rồi. Ráng dưỡng cho tốt để trước khi chết mẹ còn coi được mặt cháu nội lần cuối. Mẹ lại nữa rồi. Bà chính cười. Đã lâu lắm rồi Thắm không thấy bà vui như vậy. Từ lúc chị dâu bỏ đi, cô đã không còn nhìn thấy nụ cười trên mặt bà nữa. Vì thế Thắm tự hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt để bà khỏe mạnh chờ ngày ẵm đứa cháu nội đang còn trong bụng mình. Về phía Tuấn, anh ta sau đó đã tự mình rước lấy một cô vợ khác về để mong sau này có người cơm bưng nước rót, làm lụng kiếm tiền cho hắn đi nhậu. Nhưng có lẽ lần này Tuấn không được như ý. Người phụ nữ đang sống với Tuấn tên là Phương, năm nay 30 tuổi, đã qua một đời chồng. Về chung một nhà rồi, Tuấn mới bộc lộ ra hết cái nết chó tha của mình. Nhưng lần này, gã bị cô vợ hai này đánh cho người ngộn tím liệm tím lim. Có chỗ còn bị nhiễm trùng phải nằm liệt giường ở nhà. Chứ bộ dạng này mà đi ra ngoài, tụi bạn nhậu thấy thì có mà bị cười cho thúi đầu. Phương đánh gã một trận, còn ham rằng: anh lo mà đi kiếm tiền phụ tôi, nếu không thì đừng có trách sao nước biển lại mặn, nước tắt lại chua. Anh nên nhớ, nhà ngoài cột ra thì phải có nóc. Đó, nói vậy rồi mà còn nằm đó, còn không mau mau đi rửa chén nấu cơm. Thiệt tình, cái nhà này riết rồi không biết nói sao. Từ nay tôi ở đây là không có chuyện làm biếng. Sau ngày đó, người trong xóm trố mắt ngạc nhiên khi thấy Tuấn ra ruộng làm đồng. Ai cũng cảm thấy khó tin đến kỳ lạ. Tuấn mà có chuyện đi làm ruộng ư? Tuấn mà có chuyện đi cắt lúa mướn ư? Tin chấn động đến nỗi mọi người truyền miệng nhau lan rộng cả một huyện. Nói thiệt bà nghe, thằng cha Tuấn từ khi đưa con Phương về sống là tự nhiên cái xiên đột xuất à? Bà thấy lạ không? Phải rồi bà ơi. Con Phương nghe đâu nó biết võ đó. Đi nhậu lãng quảng nó quánh cho mềm xương, gân cốt nứt nẻ chứ không dẫn chơi à. Bởi ta nói quả báo nhãn tiền mà. Hồi xưa nhậu vô đánh đập con Liên, giờ con vợ sau nó đánh cho thấy bà nội bà ngoại. Để tôi coi con Phương có dạy nó được hay không. Cứ như vậy mà tin tức truyền đến tai Thắm và sang qua cho Tùng và bà chính. Bà nghe thì chép miệng: coi bộ rứt trúng đứa thứ dữ rồi. Điều này vừa bụng tao lắm. Để rồi coi thằng Tuấn có thay đổi gì không. Chiều đó, Tuấn vừa đi làm đồng về, đang nằm ở trên võng trước nhà mà thở hồng hộc. Phương về, cô ta đi cứ nghiêng ngả quẹo trái quẹo phải. Phương thấy Tuấn đang nằm trên võng, liền lấy dép chọi vào gã, giọng lè nhè trách mắng: thấy tôi dễ không nhanh lại đỡ, còn nằm đó hả? Muốn ăn đòn hay gì? Tuấn xanh mặt: trời đất, bữa nay con này nó còn đi nhậu nữa. Đàn bà con gái kiểu gì đây? Nghĩ vậy, nhưng Tuấn vẫn đi nhanh lại dìu vợ. Hai, nào có dám trái ý. Nó có võ, Tuấn đâu đánh lại. Lãng quạng bị nó đánh bầm người chứ không chơi. Tuấn dìu Phương ngồi xuống võng. Chị ta ngồi sau trật võng ngã xuống đất. Vậy là nổi điên lên, Phương đứng lên đi đường quyền, làm Tuấn bầm mặt la trời. Phương đánh hả dạ rồi thì nằm xuống võng ngủ. Trước khi ngủ còn chỉ mà cảnh cáo: liệu hồn ông đó. Tuấn ôm cái mặt đau mà than trời: rước về thì dễ, nhưng giờ muốn đuổi cô ta đi thì khó.
nhà này là nhà của ông, không lý nào ông lại bỏ đi. Tuấn vô tình nhìn thấy chiếc nón lá của Liên vẫn còn treo ở góc nhà. Chợt hắn nhớ lại ngày xưa mình đã sống tệ bạc với vợ con. Cái cảnh này đâu khác gì khi xưa, mỗi khi hắn nhậu say về đánh đập vợ mình. Có lẽ trời đang trả báo hay chăng? Chợt Tuấn thấy mình quá đổi tệ hại. Khi xưa có vợ hiền con ngoan lại không biết quý trọng. Một gia đình nhỏ đã bị chính mình làm cho tan tành. Tuấn thấy hối hận lắm. Nhưng thời gian không cho người ta cơ hội quay lại. Cuộc đời cũng không có hai từ nếu như. Những thứ đánh mất sẽ chẳng bao giờ có lại được. Cuộc hôn nhân đổ dở như bát nước hất đi. Mọi thứ với Tuấn đã muộn màng. Từ nay Tuấn chỉ có thể ôm theo nỗi hối hận và tiếc nuối sống đến hết đời. Sáng hôm sau, Tuấn sang nhà bà Chính. Hắn nhìn thấy mẹ mình mà ươn ướt nước mắt. Má, con xin lỗi má. Con là đứa con bất hiếu. Thời gian qua con đã làm má buồn lòng. Từ nay con sẽ bỏ rượu làm người tử tế. Con hối hận rồi má à. Nghe vậy, bà Chính sụt sùi nước mắt. Con trai bà đã biết ăn năn rồi. Bà vui mừng mà nói. Con chịu tu tâm dưỡng tánh, má mừng lắm. Ráng mà sống cho đàng hoàng tử tế nghe con. Nói tới đây, đột nhiên bà Chính thấy đau thắt ngực, rồi ngất xỉu. Mọi người hốt hoảng đưa đến bệnh viện, thì bà đã mất. Ngày diễn ra đám tang của bà Chính, Liên quay về để đưa tang cho bà. Nghĩa tử là nghĩa tận, lúc sống bà cũng rất tốt với cô, cho nên Liên không thể làm ngơ như chẳng biết gì. Trong đám tang gặp lại Tuấn, mặt anh ta vẫn còn bị bầm tím. Dường như Tuấn thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với Liên, nên luôn tránh mặt cô. Thời gian sau, Liên vào Sài Gòn làm và gặp được một người đàn ông khác. Lúc đầu cô không dám mở lòng, nhưng người đó đối xử với Liên rất tốt. Có lẽ ông trời đang muốn bù đắp những tổn thương cho cô. Sau đó Liên đã có một gia đình mới và sống hạnh phúc. Còn Tuấn, cô vợ hai của hắn ta không những nhậu nhẹt mà còn cờ bạc đề đốm. Hắn bây giờ đã bỏ nhậu nhẹt lo đi làm kiếm tiền, nhưng ngược lại gặp phải cô vợ trời ơi đất hỡi. Vợ có muốn đuổi cũng không dám đuổi, nên phải chịu đựng cứ sống như vậy. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.